Xin chào, mình là Kiên, chào mừng các bạn đến với channel của mình làm về men style và một chút những thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Thì như các bạn đã đọc được trên title này, thời điểm này là cái thời điểm rất tốt để các bạn lôi những chiếc áo da vốn ở trong tủ cả một mùa hè dài. Các bạn sẽ bắt đầu chăm sóc chúng một chút để có thể tiếp tục rock đồ da trong mùa đông năm nay. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chăm sóc đồ da như thế nào cho đúng cách, và trong quá trình sử dụng đồ da, nếu mà các bạn có làm xước rồi nhỡ may da nó có bị tổn hại gì đấy thì có một cách nào để cứu chữa hay không? Và trong video này mình sẽ cùng với các bạn giải đáp những vấn đề đó. Và tất nhiên rồi, trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để làm thế nào thực hiện các công đoạn đấy. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Trước khi đi vào video thì mình phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi Frank, một thương hiệu đồ da thủ công hướng đến sự hiện đại, tinh tế và lịch thiệp. Thông tin chi tiết hơn về Frank mình sẽ nói phía sau video. Thì vấn đề đầu tiên mình muốn đề cập đến đó chính là bảo quản đồ da như thế nào. Đồ da thì có thể là quần áo và phụ kiện túi sách. Thì để lấy ví dụ ngay lập tức, đây là chiếc áo Milo Biker Jacket của mình. Mình cũng đã làm về cái áo da này từ tháng 12 năm ngoái rồi. Mình sẽ để một cái link ở trên này nếu mà các bạn muốn xem. Thì bảo quản chiếc áo da này, đầu tiên cái mà các bạn cần phải có đó chính là những chiếc móc áo như thế này. Đây là những chiếc móc áo gỗ và chúng có phần đệm vai. Thì tại sao các bạn phải sử dụng cái móc áo như thế này? Thứ nhất, nó được làm bằng gỗ, mà gỗ thì có khả năng hút ẩm. Nếu mà các bạn đi ra ngoài trời, các bạn hơi bị mưa phùn một chút hoặc là các bạn hơi đổ mồ hôi một chút, thì khi các bạn về nhà treo áo vào móc, nó cũng sẽ làm phần nào hút đi những cái chất ẩm khi mà các bạn đang sử dụng. Tiếp theo nữa là chúng có phần đệm vai. Những chiếc áo da như thế này thì thường thường chúng sẽ rất là nặng, và nếu các bạn sử dụng những cái móc áo không đủ khỏe, kiểu như là móc kim loại rất là mỏng hoặc là những cái móc nhựa, thì khả năng cao là chúng sẽ không thể nào đỡ được vai của chiếc áo. Và nếu các bạn treo chiếc áo của các bạn ở trong tủ trong một khoảng thời gian khá là dài, thì những chiếc móc áo không đủ khỏe và không có đệm vai, nó sẽ kéo sệ cái phần vai của bạn xuống, và da một khi đã giãn thì chúng sẽ không bao giờ có thể co lại được. Vậy nên là để bảo quản áo da, việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là đầu tư cho bản thân, đầu tư cho những chiếc áo da của bạn một chiếc móc gỗ mà có đệm vai. Tiếp theo là về quần da thì sao? Quần da thì mình không có và mình cũng không thích quần da. Nhưng nếu mà các bạn muốn bảo quản quần da của bạn tốt nhất thì cái chiếc móc này là thứ mà các bạn cần. Nếu mà bảo quản trong một thời gian ngắn thì các bạn cũng có thể gập quần da cũng được. Nhưng nếu các bạn để từ 1 tháng trở lên, 2-3 tháng rồi thậm chí là cả một mùa, thì gập những chiếc quần da như thế, da nó sẽ xuất hiện những cái vết nhăn ở cái nếp gấp. Và tất nhiên bản thân của các bạn cũng không muốn điều này xảy ra. Một chiếc kẹp quần như thế này thì nó luôn luôn giữ ở phần cạp quần, và nó sẽ giữ cho quần của các bạn luôn luôn thẳng, và nó sẽ không hề gây ra hiện tượng là quần của các bạn bị nhăn, bị nếp gấp. Và khi các bạn treo những chiếc quần da ở những cái rack, ví dụ như đằng sau lưng của mình kia, thì nó cũng có đủ sự thoáng khí để cho da không bị bí quá. Vậy nên là đối với những chiếc quần da, đây là phụ kiện không thể thiếu. Toàn bộ những cái món đồ mà mình nói đến trong video này thì mình sẽ cố gắng tìm link Shopee cho các bạn, mình sẽ để phần bên dưới description, ok? Được rồi, tiếp theo, đối với những cái chiếc túi da như thế này thì sao? Những chiếc túi da như thế này thì nó cũng đã có một cái kết cấu rất là chắc chắn. Vậy nên là các bạn cũng không cần phải treo, hay là các bạn cũng không cần phải quá quan tâm lắm là để như thế nào. Các bạn chỉ cần cất nó ở nơi khô ráo là được. Và nếu các bạn không sử dụng túi trong một khoảng thời gian lâu, trên một tháng, thì các bạn nên nhét giấy ráp hoặc là giấy gói vào trong những món đồ da của các bạn để làm cho cái form nó đỡ bị bẹp. Kiểu như đây thì mình luôn luôn nhét những cái giấy gói như thế này. Các bạn chỉ cần mua đồ là người ta sẽ cho cái này rất là nhiều, và các bạn hãy giữ lấy để vào trong túi của các bạn. Như vậy cất vào trong tủ, cái chỗ nào nó có sự thoáng mát một chút, không bị quá bí và quá ẩm, vậy là ok. Hoặc nếu mà các bạn cẩn thận thêm một chút nữa thì các bạn có thể bỏ những cái túi chống ẩm bé ở trong những cái chiếc túi. Nhưng mà sử dụng túi chống ẩm thì các bạn cũng phải chú ý, nếu mà các bạn sử dụng nhiều túi chống ẩm quá thì nó có thể hút đi độ ẩm hơi quá và làm cho da bị khô, có thể là rạn nứt. Ok, vậy đó là cách bảo quản, cách cất giữ những món đồ da. Tiếp theo là vệ sinh đồ da như thế nào. Thì như cái video vệ sinh giày mình đã nói trước rồi, cái sản phẩm tốt nhất để vệ sinh đồ da đó chính là saddle soap. Như các bạn có thể thấy thì ở trên này nó ghi là leather and saddle soap. Soap là xà phòng, thì đây là xà phòng dành cho da, và mình khuyến khích các bạn chỉ sử dụng saddle soap để vệ sinh da mà thôi. Các bạn đừng pha chế kiểu nước rửa bát rồi xà phòng giặt rồi các thứ. Toàn bộ những cách đấy chỉ khi nào bất đắc dĩ quá thì các bạn mới nên làm thôi. Tốt nhất thì các bạn vẫn nên đầu tư cho bản thân một cái hộp saddle soap như này nếu mà các bạn có nhiều đồ da. Công đoạn tiếp theo sau khi mà làm sạch da thì chúng ta sẽ phải cấp ẩm. Tất nhiên rồi, cũng như da mặt của chúng ta đây, khi mà chúng ta rửa mặt xong thì chúng ta cũng sẽ phải cấp ẩm, vì trong quá trình tiếp xúc với nước và xà phòng, da nó cũng đã bị hút đi chất ẩm
ẩm hút đi dầu ở trong da rất là nhiều. Vậy nên là Leather Conditioner, đây là sản phẩm mà các bạn cần. Thì trong video chăm sóc giày da mình cũng đã nói đến một dạng conditioner. Thì đây là kem cấp ẩm dành cho da, thì hai cái này công dụng là ngang nhau. Nhưng mà để vệ sinh đồ da nói chung không tính giày thì mình vẫn khuyên là các bạn mua những cái lọ như thế này. Bởi vì đơn giản là thể tích của chúng nhiều hơn mà thôi. Một cái lọ này cũng đã rơi vào tầm khoảng 250-300 nghìn, mà thể tích của nó chỉ bằng 1/3 cái lọ này mà thôi. Nếu mà các bạn đã có Saphir Renovator rồi thì khả năng là các bạn không cần cái này cũng được. Nhưng mà những cái chai conditioner như thế này thì tính theo giá thành nó vẫn cứ rẻ hơn là các bạn mua cái kem này. Như các bạn có thể thấy thì trên này nó ghi là Leather Honey, đây là cái hãng thôi. Và ở dưới nó ghi là Leather Conditioner. Nếu các bạn không muốn tình trạng khô dẫn đến nứt nẻ ở những món đồ da của các bạn thì đây là sản phẩm mà các bạn cần. Ok, tiếp theo bây giờ nâng thêm một cái level nữa đi. Giả sử như một chiếc áo da của các bạn có một cái vết nó hơi bị xước một chút, hay là cái chiếc áo da của bạn mặc nhiều nó hơi bị sờn một chút, thì các bạn nên làm như thế nào để có thể mang nó về lại cái tình trạng mới ban đầu? Thì Leather Cream hoặc là Leather Balm, đây là sản phẩm mà các bạn cần. Thì Leather Cream là gì? Nó là kem da thôi. Và như các bạn có thể thấy thì bên trong này nó là có màu đen. Chính xác, những sản phẩm này nó sẽ để lại màu trên da của các bạn. Để nói một cách thân thuộc hơn thì đây là một cái dạng mềm mỏng hơn và là một cái dạng nhiều dưỡng hơn của xi đánh giày. Xi thì nó sẽ là ở dạng wax, là ở dạng sáp. Còn cái này thì nó sẽ ở dạng kem. Nó vừa cấp ẩm cho da nhưng mà nó cũng sẽ vừa lên màu cho da và lên độ bóng cho da. Thì để đầu tư cái bộ này cũng hơi tốn tiền một chút, bởi vì nếu mà đồ của các bạn đa phần da màu đen chẳng hạn thì các bạn chỉ cần một cái lọ này là ok. Nhưng mà da của các bạn lại màu hơi nâu một chút, hoặc là da của các bạn màu hơi xanh một chút, thì để tìm những cái sản phẩm cream có đúng màu của sản phẩm rất là khó. Đôi lúc thì các bạn phải pha màu mới ra được cái màu ưng ý. Vậy nên đây cũng là một cái level rất là khó trong cái bộ môn chơi đồ da này. Nhưng mà để chung chung nhất thì mình khuyên là các bạn nên mua một lọ cream màu đen. Đa phần mọi người mua đồ da thì cũng mua màu đen. Và một lọ cream màu be, màu beige ấy, nó sẽ sử dụng tốt đối với những cái da nào màu nâu, màu kiểu là tự nhiên của da, màu tan ấy. Và màu da trắng thì cái kem màu beige nó cũng sẽ có thể xử lý được. Ok, vậy đó là về kem. Thế còn công cụ để mà thực hiện thì sao? Rất là quen thuộc thôi. Đây là một cái chổi con để mà các bạn đánh da. Khi mà các bạn vệ sinh đồ da thì bẩn chỗ nào các bạn nên đánh chỗ đấy. Chứ các bạn đừng sử dụng xà đồ xốp mà các bạn đánh toàn bộ cái áo da. Đối với những chiếc cặp cũng y hệt như vậy. Bẩn ở chỗ nào thì các bạn đánh ở chỗ đấy. Vậy nên là một cái chiếc chổi con như thế này nó mới hợp lý hơn. Món đồ tiếp theo mà các bạn cũng chắc chắn sẽ không thể thiếu đó chính là chổi đuôi ngựa. Sau khi mà sử dụng conditioner xong, các bạn cũng nên đánh qua để làm bóng da lại, để làm da mới lại. Hoặc là sau khi các bạn sử dụng kem xong, các bạn cũng nên sử dụng chổi lông ngựa để các bạn đánh qua. Vậy đó là những món đồ thiết yếu để các bạn có thể vệ sinh và chăm sóc đồ da một cách hiệu quả nhất. Bây giờ thì mình sẽ chuyển góc quay và chúng ta sẽ đi đến thực hành. Nhưng mà trước khi đi đến phần thực hành, các bạn đã đúng rồi đấy, đây là chuyên mục dành cho sponsor. Mình cũng đã nhắc đến Frank rất là nhiều trên channel của mình rồi. Frank là một thương hiệu đồ da thủ công tại Việt Nam có những sản phẩm cực kỳ đẹp mắt và cực kỳ chất lượng so với giá tiền. Để không phải dài dòng thì mình sẽ cho các bạn xem một sản phẩm mới nhất của Frank. Thì cái kiểu dáng này các bạn nhìn qua các bạn có thấy giống một cái túi nào đấy rất là đẹp của một brand thời trang nổi tiếng không? Chiếc túi này cực kỳ giống những chiếc túi của Louis Vuitton, và cụ thể hơn là chiếc túi Danube của Louis Vuitton, Danube đấy. Nhưng mà chiếc túi này cá nhân của mình thấy nó có một cái điểm hấp dẫn hơn chiếc túi Danube của Louis Vuitton ở chỗ đây là 100% làm bằng da thay vì làm bằng canvas của Louis Vuitton. Thứ hai nữa, chiếc túi của Louis Vuitton chỉ có một ngăn để đồ, nhưng đây là chiếc túi có hai ngăn để đồ. Diện tích các bạn để được những món đồ trong này lớn hơn và có nhiều ngăn để chứa nhiều đồ hơn. Và cái thứ ba nữa đó chính là màu sắc của chiếc túi này. Đây, hiện tại bây giờ đây đang là chiếc túi cá nhân của mình. Các bạn có thể thấy là chiếc túi này có đi kèm một cái quai nhỏ, các bạn có thể xách nó đi cũng được, nhìn rất là thời trang. Nhưng mà chiếc túi này cũng đi kèm một cái quai dài để các bạn có thể đeo crossbody. Hai chiếc dây các bạn có thể tùy ý phối đồ nhiều kiểu khác nhau, cực kỳ bắt mắt và cực kỳ thời trang. Cái hình dáng vuông thành sắc cạnh như thế này nó làm cho tổng thể nhìn nó boxy hơn. Mà boxy thì như các bạn biết là trend của năm nay. Kèm theo đấy là hệ thống metal zipper màu bạc làm nổi bật và tương phản lên. Theo cá nhân chủ quan của mình thì chiếc túi này bây giờ đã đánh bại chiếc túi Calvin và Central Park để trở thành chiếc túi yêu thích nhất của mình. Và đây cũng là cái sản phẩm mà theo cá nhân của mình là có thiết kế đẹp nhất từ trước đến giờ của Frank. Nói thêm một chút về chất liệu da của Frank thì như các bạn có thể thấy đây là EP Leather. Mà EP Leather là Signature Leather của Louis Vuitton. Đây cũng là Top Grain Leather, cũng là một cái dấu hiệu để các bạn có thể nhận biết rằng da của Frank sử dụng là da chất lượng. Và điểm làm mình hứng thú hơn nữa đó chính là cái mức giá của chiếc túi này cực kỳ phải chăng đối với túi tiền của người Việt Nam. Với
da của Louis Vuitton, thiết kế cái nhìn nó mang hơi hướng Louis Vuitton. Nó không phải là knock-off, nó có cái đẹp riêng của nó, nhưng với một cái giá tiền rất là phải chăng. Hiện tại bây giờ thì Frank đang có chương trình Your Own Heritage. Đồ da là gắn liền với thời trang, gắn liền với những giá trị của cuộc sống. Những món đồ da chất lượng sẽ đi cùng với các bạn qua năm tháng. Vậy nên là chương trình Your Own Heritage của Frank sẽ giúp các bạn tạo nên những dấu ấn trên những món đồ da của các bạn. Ví dụ như các bạn có thể thấy đây là một cái tag có tên Kiên Phạm, và cái name tag này được dập foil bạc. Nó rất là sáng, nó sáng hơn so với cái medal này rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể custom tùy biến dựa theo sở thích của các bạn trên những món đồ da của Frank, tạo ra dấu ấn của bản thân, thêm đẹp, thêm ngầu, hay chỉ đơn giản là muốn đánh dấu sở hữu chủ quyền của bản thân. Vậy nên là nếu các bạn đã bị hấp hồn bởi chiếc túi Anthony này hay là chiếc túi Calvin và Sandra Bag của Frank thì đừng ngần ngại, hãy click vào cái link phía bên dưới, truy cập thẳng vào website của Frank, chọn ra những cái sản phẩm mà các bạn có thể ưng ý nhất. Và hiện tại bây giờ Frank cũng đã hỗ trợ trả góp định kỳ 3 tháng với lãi suất là 0%. Vậy nên là các bạn đừng chần chừ, hãy kiếm ngay cho bản thân những món đồ cực kỳ chất lượng đến từ Frank. Ok, à và quên mất, vì Frank là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những cái code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có view ở trên kênh Kiên Phạm mới có thôi nhé. Link in the description. Ok, được rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển góc quay và đi đến phần thực hành. Được rồi, những thứ mà chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên đó chính là một chiếc khăn trải bàn như thế này. Tiếp theo nữa là chúng ta có một bát nước. Tiếp theo là saddle soap và một chiếc chổi con. Nhưng mà mình phải để những cái món đồ này ra ngoài bởi vì chiếc áo sẽ chiếm hết toàn bộ diện tích của cái bàn. Thì đây, chiếc áo Milo jacket của mình. Thực ra cái chiếc áo của mình thì mình dùng khá là dữ, cho nên là mình cũng không có một cái chỗ nào đấy cần phải đánh vệ sinh, và mình cũng không có một cái vết bẩn nào cả. Nhưng mà mình sẽ lấy cái phần này, phần đằng sau lưng, để mà lấy ví dụ cho các bạn cách mà mình vệ sinh. Đầu tiên đó chính là lấy một chút saddle soap, và chúng ta sẽ lau từ từ vào cái chỗ mà chúng ta cần phải lau theo cái đường vòng tròn như thế này. Như các bạn có thể thấy thì cái đầu chổi của mình nó đang là màu vàng, bây giờ nó biến luôn thành màu đen này. Sau khi mà đánh xong thì chúng ta sẽ sử dụng khăn khô để lau ngay lập tức. Và chúng ta cũng sẽ lau cái chổi này. Thì sau khi vệ sinh cái chổi này thì đầu chổi nó sẽ lại quay trở về màu vàng bình thường. Tiếp theo mình sẽ đánh dọc lên từ từ như thế này. Các bạn có thể thấy thì cái phần da bên này nó đã mờ hơn rất là nhiều so với cái phần da cũ. Đây là cái phần da mà đi bụi nhiều này, rồi nó cũng bị sờn nhiều, vậy nên là nó mới bóng hơn một chút. Đây là cái phần da đã được đánh cho sạch. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp với toàn bộ cái phần bên này. Ok, như các bạn có thể thấy thì toàn bộ cái phần bên này và cái phần da rất lớn này đã được mình vệ sinh. Tất nhiên đây chỉ là ví dụ mà thôi, sau video này thì mình chắc chắn là mình sẽ phải đi vệ sinh lại toàn bộ cái áo da này rồi. Nhưng mà đến công đoạn tiếp theo đó chính là sử dụng leather conditioner. Thì để sử dụng leather conditioner thì mình sẽ sử dụng một miếng vải mềm hơn một chút. Đây là cái miếng vải mình cắt ra từ cái áo Uniqlo U cũ của mình. Để mà sử dụng leather conditioner thì các bạn chỉ cần bỏ một chút vào da như thế này, và sau đấy các bạn xoa đều lên da. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào các bạn trải đều hết cái chỗ mà các bạn vừa mới vệ sinh xong. Khi mà các bạn apply conditioner thì các bạn cũng nên apply theo hướng vòng tròn như thế này, và các bạn nên sử dụng ít lực, hãy cố gắng nhẹ nhàng với cái bề mặt da. Ok, như các bạn có thể thấy thì những cái phần mà mình vừa mới đánh saddle soap ấy, thì bây giờ mình đã apply conditioner và nhìn mọi thứ nó bóng hơn rất là nhiều. Thì đối với da đen như thế này, các bạn cũng không cần phải quá lo lắng là nó bị đổi màu hay không. Nhưng mà nếu da của các bạn dùng là loại da màu sáng hơn, màu tan rồi màu beige, thì các bạn nên check một chút, các bạn nên cho một chút leather conditioner vào cái phần đằng sau áo như thế này, hay là những cái chỗ nào mà mọi người ít để ý để các bạn test trước một chút. Bởi vì khi mà da gặp ẩm, ví dụ như ở đây là conditioner, thì chắc chắn là da sẽ bóng hơn và da
da sẽ sậm màu hơn, chắc chắn là nó sẽ chuyển màu. Nhưng mà các bạn không nên lo lắng, các bạn chỉ cần để da từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng sau, da nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Ok, vậy đó là cách các bạn vệ sinh và chăm sóc một chiếc áo da. Như ví dụ ở đây là một chiếc leather biker jacket. Tiếp theo thì mình sẽ xử lý cái chiếc túi Calvin Messenger bag này. Mình cũng đã vừa thay bát nước rồi để cho nó sạch sẽ hơn. Thì như vừa nãy mình sẽ vệ sinh cái phần mặt này của da trước. Đây là ví dụ thực hiện mà thôi. Vậy nên là mình chỉ xử lý một khoảng này của da mà thôi. Ok, cũng sẽ bắt đầu với xoa đầu xốp, chấm một chút nước và sau đấy là vệ sinh. Chiếc túi này được dye, được nhuộm đều tay hơn, vậy nên là các bạn sẽ không thấy là có cái mực đen hay là có những cái chất nhuộm ở trên đầu chổi. Nhưng mà ví dụ như cái chiếc Milo Biker Jacket kia thì các bạn sẽ thấy rất rõ là khi mà mình đánh chổi thì nó sẽ ra một cái màu đen rất là xấu ở cái đầu chổi đây. Sau khi đánh xong thì vẫn như thường lệ, mình sẽ sử dụng khăn để lau đi cái phần mà mình vừa mới vệ sinh xong. Tiếp theo đó chính là sử dụng Leather Honey. Rồi, như các bạn có thể thấy thì sau khi mình apply conditioner thì da bóng hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ để cho cái phần da này sit từ khoảng 15 cho đến 20 phút để mà nó khô hơn một chút. Trong khi chờ cái phần da của chiếc túi khô thì như các bạn có thể thấy là cái phần da chiếc áo này cũng khá là khô rồi. Thì cái công đoạn cuối cùng để kết thúc bước chăm sóc da đó chính là sử dụng chổi lông ngựa và đánh bóng nó một chút. Ví dụ như về giày thì các bạn có thể cầm lên đánh, nhưng mà những chiếc áo da thì các bạn chỉ cần phủi nhẹ như thế này thôi. Như vậy là chiếc áo da của các bạn từ 80 đến 90% đã sẵn sàng để chinh chiến tiếp rồi. Như mắt của mình và có thể các bạn cũng thấy rằng cái phần da này nó không hẳn là màu đen và nó cũng có hiện tượng là hơi bệt một chút. Vậy nên là tiện luôn, mình cũng sẽ test một chút cái leather cream này. Đây là màu noir, là cái màu đen hẳn và chắc chắn là nó sẽ làm da mình đen hẳn. Các bạn chỉ lấy một chút, một tí như thế này thôi và các bạn xoa đều trên phần da. Ok, mình đã apply một chút Sphere Cream vào cái ô vuông này. Các bạn có thể thấy là mình chỉ cần quẹt lên một chút, tay của mình sẽ ra màu đen ngay lập tức này. Thì bây giờ mình cũng sẽ để chiếc áo này sit tiếp tầm khoảng từ 15 đến 20 phút. Sau đấy thì mình sẽ đánh bóng lại cái phần này. Ok, quay trở lại với chiếc túi Calvin Messenger Bag này. Thì như các bạn có thể thấy một chút nào đấy là cái phần da mà mình đã apply conditioner này này, nó bóng hơn, nhìn trông nó ẩm hơn là so với cái phần da này. Câu đoạn tiếp theo đó chính là mình sẽ đánh bóng một chút. Được rồi, đến phần cuối cùng để cho thêm cái độ bóng và cái độ đen của da thì mình sẽ tiếp tục sử dụng leather cream. Okay, bây giờ thì mình cũng sẽ để cái phần mà mình vừa mà đánh cream xong sit tầm khoảng từ 15 đến 20 phút và sau đấy mình sẽ đánh bóng. Mình nghĩ là khả năng cao nhìn qua màn hình thì các bạn sẽ không nhận thấy rõ sự khác biệt giữa phần da mà mình đã xử lý với phần da mà chưa được xử lý. Vậy nên là mình đã chuẩn bị một cái ví dụ rõ ràng hơn ở đây. Đây là một đôi square toe derby. Thì như các bạn thấy, đây là phần da mà mình đã đi rất là nhiều. Ở cái phần da này thì mình đã có lỡ xịt cái xịt chống nước của Crack, cho nên là bây giờ cái phần da nó rất là loang lổ. Mình đã sử dụng khăn giấy rồi kể cả là sa đồ xốp để đánh nhưng mà nó vẫn không hết được. Còn đây là một đôi giày mà mình đã đánh bằng sa đồ xốp, sau đấy mình sử dụng conditioner và sau đấy mình sử dụng cả cream. Thì như các bạn có thể thấy là sự khác biệt cực kỳ rõ rệt luôn. Một bên thì nhìn rất là sáng, rất là bóng, nhìn da và nhìn đôi giày trông như mới, không hề có một vết xước nào, không hề có một vết sẹo nào. Và nhìn cái đôi giày còn lại bên này, nó rất là loang lổ luôn và nhìn cái đôi giày rất là bẩn, nhìn cực kỳ kém thẩm mỹ. Được rồi, bây giờ quay trở lại chiếc áo này. Đây là cái phần da mà mình vừa nãy mình đã đánh cream. Thì bây giờ mình cũng sẽ đánh tương tự thôi. Như các bạn có thể thấy ý, thì hiện tại bây giờ nhìn da thì có vẻ là bạc hơn, nhưng mà thực ra cái này là do ánh sáng bị phản chiếu vào. Nó cũng rất là giống cái đôi giày này, khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ rất là bóng và nhìn nó không được đen. Nhưng mà thực ra là cái phần da này hiện tại bây giờ nhìn ở bên ngoài thì nó rất là đen rồi. Tương tự với chiếc túi Calvin Messenger Bag này, bây giờ mình cũng sẽ đánh bóng nó. Thì như các bạn có thể thấy là sau khi đánh bóng xong ấy, cái bề mặt của da nó lại càng bóng hơn nữa và nó phản chiếu ánh sáng cực
kỳ gắt luôn. Mà đây không phải là một nhược điểm gì của da cả, đây là tính chất của da sau khi được đánh bóng mà thôi. Và tất nhiên là sau video này mình sẽ xử lý toàn bộ chiếc túi này, khoác cho nó một lớp kem mới, và chắc chắn là chiếc túi này nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cái thời gian mà nó đã được chinh chiến rất là lâu. Thực ra là mặt đằng sau đây các bạn cũng có thể nhìn thấy là da nó bị sẹo này, rồi có một số những cái vết xước, nhưng mà cái phần đằng trước này khi mà mình xử lý xong thì bây giờ là chỉ có dấu vân tay của mình vừa chạm vào thôi, chứ toàn bộ da thì như các bạn có thể nhìn thấy là nó không hề có một vết xước nào hết. Đánh bóng lại một chút thì các bạn có thể thấy là ngoại trừ những cái vết lõm ra thì bây giờ da nhìn không hề có một cái vết xước nào cả. Ok, đến đây thì mình mong là các bạn đã mường tượng được ra những cái bước để vệ sinh và chăm sóc đồ da như thế nào, làm thế nào để da sạch trở lại, làm thế nào để dưỡng ẩm cho da, và làm thế nào để da có một cái độ bóng khỏe, bóng đẹp, một cái độ bóng mà khá tương đồng, thậm chí là hơn cả khi mà các bạn mới mua đồ da về. Ok, vậy đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Nếu mà các bạn vẫn đang có những thắc mắc thì đừng ngần ngại, hãy comment phía bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Và chắc chắn là mình cũng sẽ cố gắng tìm những cái link sản phẩm mà các bạn có thể mua và mình sẽ đặt chúng ở phần bên dưới description box. Ok, được rồi, trước khi kết thúc video thì mình phải một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ của mình, đó chính là Frank. Nếu mà các bạn đang muốn đi tìm những sản phẩm da cực kỳ chất lượng mà với giá cả rất là phải chăng, Frank là một điểm đến không thể hợp lý hơn. Và nếu các bạn cũng muốn có những cái sự tùy biến custom dành riêng cho chính bạn và trên đồ da của các bạn thì Frank cũng là một điểm đến không thể hợp lý hơn. Để hỗ trợ thêm cho các bạn trong cái mùa dịch rất là khó khăn này thì Frank cũng đã hỗ trợ hình thức trả góp định kỳ 3 tháng với lãi suất là 0%. Và đặc biệt hơn nữa, vì các bạn là viewer của Kiên Phạm và là anh em của mình, vậy nên là mình cũng sẽ có những code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có viewer trên kênh Kiên Phạm mới có đấy nhá. Link in the description. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy thông tin trên video mình hữu ích thì đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những cái link social media của mình phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match đi tầm khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.